Hướng dẫn nhanh anh em cách để tự kiểm tra có bao nhiêu cặp từ mà không cần phải có tự học. Nhưng mà cái góc hao này phải đúng nha. Có nhiều cách lắm, nhưng mà giờ cách trên xe VinFast, mình đang nói về trên xe VinFast là có cái đồng hồ zin á. Thì đầu tiên các bạn tìm một cái trang review mã tu km giờ, xong rồi các bạn tính cái thông số bánh cho mình là như thế này. Ví dụ như bánh này là 12 inch thì là bao nhiêu cm, là 30,48, rồi lốp là 120/70, tức là 70% của 120 nhân với 70%. Mạng kiểu gì trời, bằng 84 rồi thấy không? 84 30.48 cộng 84 là 3888, đúng không? Cộng vô là 10.48 cộng cho 8.4 bằng 388. Đây là đường kính của bánh xe nha. Giờ mình lấy bán kính mình chia đôi ra là 19.44. Thì qua cái trang tính convert ra thôi. Ví dụ mình lấy ví dụ đây là 1.000 vòng nha. Bán kính nè, bán kính tính theo mét, tức là 0.1944 là khoảng 73,2 km/h. Các bạn thấy là ở đây đang để là 30 cặp, đúng không? Để mình test luôn nha bạn coi. 30 cặp mình đang set limit là đúng 1.000 vòng luôn nè, là đáng lẽ phải chạy tới 70 km/h, đúng không? Ở 1.000 vòng, đúng không? Yeah. 74, đúng không? Đây, thiếu 200 vòng, thấy không? Đây, nó lại 1.000 vòng mới tới. Tức là sao? Tức là bữa trước là mình nói rồi, là khi mà để cặp cực nhiều hơn cặp cực có thật của mình á, thì cái số vòng tua ecu nó sẽ đọc sai. Để nhiều hơn thì vòng tua nó sẽ bị thấp đi, và để ít hơn thì vòng tua nó sẽ bị đội lên nha. Thì bây giờ mình phải làm sao? Thì mình phải, ở này là đang bị ít đi, tức là cặp cực nhiều hơn thì mình phải bớt đi nha. Bây giờ mình thử 28 cặp, cho mình thử lại. Từ giờ lên 880 nè, vẫn chưa đúng nha, vẫn chưa đúng. Thử xuống 880, giờ mỗi lần lên có 400 mà mình để 24 cặp mà. Thì nó có thể là gần đúng đâu đấy ha. 24. Không lên được nữa rồi. Bên này đọc gần 1.000 vòng rồi. Bên này 72. Đâu. Tức là cái đồng hồ VinFast nó rất là chính xác. Tại vì cái số này, cái đường kính này là kêu bánh căng nhất có thể thôi. Đó, bánh 12 inch, lớp 120/70 nha. Đó, rõ ràng 1.000 vòng là 73 km/h nè, thì mình là 72 nha. Vậy là số cặp cực này là chính xác, 24 của cái này là 24, thì khi đó bạn chỉnh bên này nó mới đúng nè, mấy cái này nó mới đúng. Cặp cực sai thì RPM sai rồi, ba cái này cũng chỉnh sai luôn rồi, flux tất cả thứ sai hết. Nói chung đầu tiên cái phần cái trang 3 này phải chính xác thì mấy kia mới chỉnh cho đúng được vậy nha. Cái bài